Trên thế giới, Trung Quốc gợi ý 4 điểm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Tàu thăm dò Nam Cực của Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc bị tịch thu và bán đấu giá. Tại Việt Nam, nghịch lý sầu riêng đầu mùa được giá cao, lợi nhuận nông dân lại giảm. Đã truy được danh tính nhân viên gắn tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lên thùng rượu Macallan. Bắt 33 thanh niên tụ tập hát karaoke giữa mùa dịch tại Bắc Ninh. Lực lượng không gian Mỹ dự báo các mảnh vỡ của tên lửa Trung Quốc rơi xuống khí quyển trái đất ở phía trên vùng địa Trung Hải vào khoảng từ 9 giờ sáng đến đầu giờ chiều hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 5. Việc xác định vị trí rơi cụ thể là không dễ dàng và các dự đoán được cập nhật liên tục. Lực lượng không gian Mỹ nhấn mạnh, việc tên lửa rơi sớm hơn hay trễ hơn một phút cũng có thể tạo ra sự khác biệt về khoảng cách rơi đến khoảng 470 km, nghĩa là các khu vực lân cận địa Trung Hải cũng có thể là đích đến cho tên lửa. Tiến sĩ Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn học tại Trung tâm nghiên cứu liên kết giữa Harvard và Smithsonian, viết trên Twitter rằng, thật trớ trêu là Trung Quốc an toàn trước mảnh vỡ tên lửa, vùng Đông Nam Á cũng không gặp nguy hiểm. Mặt khác, các chuyên gia Mỹ cho rằng các mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc sẽ không bị thiêu rụi trong khí quyển. Do đó, một số mảnh vỡ nhỏ có thể rơi xuống bề mặt trái đất. Tuy nhiên, khả năng gây thiệt hại về người và tài sản không cao. Tên lửa Trường Chinh 5B được phóng hôm 29 tháng 4 để chuyển một module giúp xây dựng trạm không gian của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm thứ Sáu vừa qua khẳng định, nguy cơ tên lửa gây thiệt hại là cực kỳ thấp. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho rằng Bắc Kinh đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong vụ rơi này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki mới đây cho biết bà dự định từ chức vào năm sau. Tôi nghĩ sau khoảng một năm nữa thì sẽ có người thay thế tôi đảm nhiệm công việc này, trích lời bà Psaki cho biết với đài CNN. Trước đó, bà Psaki hồi đầu năm cũng nói với báo New York Times về dự định rời khỏi công việc được nhiều người mơ ước. Về người kế nhiệm mình, bà Psaki hình dung người đó sẽ đóng góp cho các tiếng nói và không gian đa dạng của truyền thông giao tiếp. Người đó là phụ nữ và còn hơn thế nữa. Bà Psaki không tiết lộ lý do muốn rời khỏi vai trò thư ký báo chí Nhà Trắng. Theo tờ The Hill, bà Psaki được truyền thông Mỹ đánh giá là có tác phong chuyên nghiệp, thường xuyên tổ chức họp báo cập nhật thông tin hàng ngày và không ngại tiếp nhận câu hỏi của phóng viên từ nhiều đơn vị báo đài khác nhau. New Zealand vừa dỡ bỏ việc đình chỉ bong bóng di chuyển với Úc do nhận thấy được bùng phát dịch mới ở thành phố Sydney của Úc đã thuyên giảm. Quy định mới có hiệu lực từ 0 giờ hôm nay ngày 9 tháng 5. Trước đó, New Zealand tạm thời cấm các chuyến bay đi và đến New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, do thành phố Sydney bang này đang báo cáo có nhiều ca bệnh khó truy vết nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, sau khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội và tăng cường xét nghiệm, chuỗi lây nhiễm mới đã được kiểm soát. Dù vậy, nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn hiện hữu, cả Úc và New Zealand đều đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Úc đã cấm tuyệt đối việc nhập cảnh từ Ấn Độ vì khủng hoảng COVID-19 quá nghiêm trọng ở quốc gia này. Tuy nhiên, chính phủ Úc sau đó cho biết sẽ tiến hành các chuyến bay hồi hương công dân từ Ấn Độ từ ngày 15 tháng 5. Quý vị đang đến với bản tin trưa FBNC. Thưa quý vị, Trung Quốc, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mới đây đã chủ trì cuộc họp giữa các thành viên. Tại đây, Ngoại trưởng Vương Nghị đề xuất 4 điểm để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và ngăn chặn các hành động đơn phương trên phạm vi toàn cầu. Điểm 1, các quốc gia phải thúc đẩy hợp tác trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng, từ bỏ tư duy kẻ thắng người thua. Mục đích cuối cùng là hai bên đều thịnh vượng và giàu có. Điểm 2, các quốc gia phải làm việc dựa trên luật pháp quốc tế, không ỷ nước mạnh bắt nạt nước yếu. Điểm 3, các quốc gia cần nhấn mạnh vào hành động, không chỉ hứa suông hay tập trung vào những cuộc thảo luận vô bổ. Điểm 4, các quốc gia phải chấp nhận sự khác biệt và tính đa dạng. Nước này tôn trọng mô hình kinh tế xã hội và con đường phát triển của nước kia. Nước này không được áp đặt hoặc can thiệp vào nội bộ của nước kia. Ông Vương Nghị đưa ra đề xuất trên khi Trung Quốc liên tục chỉ trích Mỹ bắt nạt và can thiệp vào công việc nội bộ của họ, đặc biệt là các vấn đề thương mại, Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan. Trong tranh chấp lãnh hải ở châu Á, Mỹ thường xuyên tố Trung Quốc bắt nạt láng giềng và không làm đúng những gì đã cam kết như lời hứa của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2015, nói rằng sẽ không bồi đắp hay quân sự hóa Biển Đông. Thưa quý vị, tàu thăm dò và nghiên cứu Nam Cực của Trung Quốc đã tiến hành xong các thực nghiệm cần thiết và vừa về tới Thượng Hải an toàn. Rất nhiều người dân đã ra chào đón thủy thủ đoàn giống như những người anh hùng. Con tàu mang tên Siêu Long 2 do Trung Quốc đóng trong nước đã kết thúc chuyến hải hành dài 179 ngày, đi qua hơn 66.000 km, tới rất nhiều đại dương và vùng biển của Nam Cực. Đây là chuyến thám hiểm Nam Cực lần thứ 37 của Trung Quốc. Tàu Siêu Long 2 dài 122 mét, rộng 22,3
3 mét, lượng giãn nước gần 14.000 tấn, tốc độ tối đa 28 km/h, có thể mang theo 90 người trong 60 ngày liên tiếp không cần bổ sung lương thực. Hiện nay, Trung Quốc đang đóng mới thế hệ tàu khám phá Nam Cực tiếp theo, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Có nhiều báo cáo cho thấy từ lâu Trung Quốc đã quan tâm tới tài nguyên khoáng sản ở dưới đáy Nam Cực, cũng như vị trí địa lý đặc biệt của lục địa này đối với hệ sinh thái và sinh quyền thế giới. Nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại khu vực phía nam thủ đô Seoul vừa bị Cơ quan Quản lý Tài sản của Chính phủ Hàn Quốc KMC đưa lên danh sách bán đấu giá. Giá niêm yết ban đầu là 11,13 tỷ won. Đây là ngôi nhà có diện tích 673 m2 và ông Lee mua vào năm 1978. Tòa án thủ đô Seoul vào năm 2018 từng ra phán quyết tịch thu một số tài sản của cựu Tổng thống Lee để ngăn chặn hành vi bán bớt tài sản sau khi bị điều tra về tội tham nhũng. Sau quá trình dài điều tra và xét xử, thì năm 2020, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã phán ông Lee 17 năm tù và phải nộp phạt 13 tỷ won. Một số cá nhân thân cận với ông Lee cho rằng các phán quyết này mang màu sắc hận thù cá nhân. Thực vị hơn 200.000 người Nhật đã ký vào một đơn thỉnh cầu trực tuyến muốn chính phủ hủy Olympic Tokyo 2020 do lo ngại về sự bùng phát COVID-19. Chiến dịch được khởi xướng bởi luật sư Tsunomiya Kenji từ thứ tư tuần trước trên nền tảng change.org. Chiến dịch đã nhanh chóng thu hút hơn 200.000 lượt ủng hộ chỉ sau hơn 2 ngày. Những người ký tên muốn năm bên bao gồm của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo nên hủy Olympic và Paralympics để bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho người dân khi tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Gần đây, chính phủ Nhật Bản đã buộc phải kéo dài tình trạng khẩn cấp tại các đô thị lớn thêm 2 tuần. Các văn bản chính thức của chiến dịch này sẽ được gửi tới chính quyền thủ đô Tokyo vào tuần sau. Cảnh sát của thành phố Yokohama của Nhật đang truy tìm một con chăn dài 3,5 mét đã thoát khỏi một căn hộ nuôi nhốt tại địa phương và đã bò ra bên ngoài. 10 cảnh sát đã được huy động để lùng sục khắp nơi như các bụi cây, các tòa nhà và cả cống thoát nước. Người chủ con chăn trong thông báo với cảnh sát cho biết sau khi đi làm về, ông thấy nó đã không còn ở chỗ cũ và cửa sổ có dấu hiệu bị mở. Cảnh sát cho biết chăn không phải loài mang nọc độc nhưng có thể gây ra một số thương tích nếu tấn công ai đó. Quý vị đang đến với phần tin trong nước và ngay sau đây là phần dự báo về thời tiết. Thưa quý vị, hôm nay thì Bắc Bộ trời ít mưa, ngày nắng, riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 35 đến 36 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Các tỉnh Trung Bộ ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, hôm nay khu vực Nam Bộ có chỉ số UV tăng dần và ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao từ 9 đến 10. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết quý vừa qua thì tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt hơn 344 triệu đô la Mỹ, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói là giá trị xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Mexico, Thái Lan, Colombia, Nga và UAE đều tăng. Trước những tín hiệu khả quan đó, VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý 2 sẽ tiếp đà tăng trưởng 10% và đạt khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó mặt hàng tôm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan vào khoảng 10%. Hiện nay thì nhiều tín đồ yêu thích sầu riêng, một loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, đã và đang săn lùng những quả sầu riêng đầu mùa thơm ngon. Thời điểm này thì nông dân thành phố Cần Thơ cũng đang bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Tuy là giá bán sầu riêng tại vườn được khá cao, bình quân từ 50.000 tới 55.000 đồng một ký, cao hơn cùng kỳ gần 10.000 đồng một ký, nhưng do năng suất và sản lượng sầu riêng năm nay giảm từ 30 đến 40% nên lợi nhuận của nông dân bị giảm. Mặt khác, phần lớn sầu riêng thu hoạch được đều tiêu thụ nội địa chứ không xuất khẩu sang Trung Quốc như các năm trước. Được biết giá bán lẻ sầu riêng chín hiện nay tại các chợ bình quân từ 80.000 tới 100.000 đồng một ký. Liên quan đến sự việc lô rượu có gắn tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trên băng chuyển hành lý sân bay Tân Sơn Nhất đang gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua. Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định lô hàng này không hề liên quan đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Theo đại diện văn phòng Bộ cho biết người liên quan đến số rượu Macallan được vận chuyển trên chuyến bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Khắc Dũng, một nhân viên hợp đồng của văn phòng Bộ. Theo đó, Dũng đã dán thông tin Bộ trưởng lên các thùng hàng để được hỗ trợ chuyển hàng nhanh trong ngày và tránh hư hỏng. Hiện văn phòng Bộ đã cho Dũng tạm dừng công việc và tiếp tục xác minh làm rõ hành vi động cơ việc mạo danh Bộ trưởng của nhân viên này. Cuối tuần qua tại Bình Định thì Hội đồng kỷ luật Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã diễn ra. Tại buổi làm việc, những người dự họp không khỏi ngỡ ngàng về hành vi của ông Võ Văn Tiễn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Bình Định.
Được biết trước đó vì lo sợ bị kỷ luật, ông Tiễn đã thuê giang hồ đến dằn mặt, đe dọa ông Tạ Xuân Chánh là giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Bình Định. Đáng nói khi bị kiểm điểm thì ông Tiễn nói, việc nhờ đối tượng hình sự đến nhà giám đốc Sở để đe dọa thì bản thân nhận thấy chỉ mang tính bình thường. Tại Hà Nội, trong ngày hôm qua, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1988, trú tại xã Tuy Lai, về tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, vào cuối tháng 4, Hùng đã điều khiển xe máy đến trường trung học cơ sở xã Tuy Lai và sàm sỡ một em học sinh, sinh năm 2008, trong số 3 học sinh đi cùng. Chưa dừng lại, đối tượng này còn chặn đường sàm sỡ thêm một em học sinh, sinh năm 2007. Nhận được tin báo, thì công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ tên yêu dâu xanh này. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý. Cũng trong hôm qua, thì Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt tài xế xe ô tô đang hiển thị trên màn hình về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đáng nói, đây không phải là trường hợp cảnh sát giao thông phạt trực tiếp mà từ tin báo của người dân. Trước đó, thì Facebook Công an thành phố Hà Nội đã nhận được clip phản ánh xe ô tô này vi phạm. Vào cuộc xác minh, tài xế nói là vội đưa người nhà đi ra sân bay Nội Bài nên đã vượt đèn đỏ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt ngay tài xế này. Thưa vị, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp thì tại Bắc Ninh, hôm qua Công an huyện Quế Võ đã bắt quả tang 33 thanh niên đang tụ tập hát karaoke và có biểu hiện sử dụng chất cấm tại 4 phòng hát trong quán karaoke Bảo Anh. Tại thời điểm kiểm tra thì chủ quán karaoke là Nguyễn Văn Huyên, 37 tuổi, ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ đã khai nhận, mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở và đã ký cam kết treo biển tạm dừng hoạt động, nhưng Huyên vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát karaoke. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý. Thưa quý vị, thứ Bảy vừa qua, thì Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1990, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thì đối tượng Sĩ đã phao tin mình có nhiều quan hệ, có khả năng phù phép giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi nạn nhân đã cắn câu, thì đối tượng tự soạn thảo và làm giả quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có số quyết định và con dấu của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Được biết, từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021, nạn nhân đã chuyển cho Sĩ hơn 4,1 tỷ đồng. Khi nhận được tiền, thì Sĩ chuyển đến tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng để tiêu xài hết số tiền lừa gạt được. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.